Vâng, xin chào mừng quý chị đã quay trở lại với Salon Tô Túc K. Và hôm nay em lại xin gửi tới quý chị một sản phẩm, đó chính là chiếc Hyundai Túc Sơn. Và chiếc này của em là sẽ là phiên bản 1.6 Turbo sản xuất 2020. Và chiếc xe này của em thì với cái mẫu mã kiểu dáng của 2020 này ấy, thì cũng được rất nhiều quý anh chị mình yêu thích cũng như ưa chuộng cũng như là đang tìm kiếm tại cái thời điểm hiện nay. Và với cái xe mới hiện tại là giá cũng đang rất là cao, nên là chiếc xe này của em thì giá cũng phải theo thị trường một chút đấy quý anh chị ạ. Đấy, và chiếc xe này thì em sẽ cùng quý anh chị hãy đi qua một vòng cùng mình cùng xem về chất lượng chiếc xe. Và chiếc xe này của em thì đã được lên tương đối nhiều đồ chơi quý anh chị ạ. Đấy, về phần trước thì cũng đã được lên hệ thống camera 360. Đấy. Và với cái phiên bản 2020 này thì hệ thống đèn đều là hệ thống đèn full LED mới quý anh chị nhá. Đấy. Đều là thế hệ đèn full LED mới rồi. Đấy, và vành của chiếc 2020 này cũng sẽ là khác biệt so với phiên bản 2018 phong cũ. Đấy, đều là hệ thống vành vành xoắn, vành thể thao cỡ to. Đấy. Chiếc xe này của nó sẽ được trang bị hệ thống vành, nó vành 19 inch quý anh chị ạ. Đấy. Và chiếc xe cũng đã được lên hệ thống bậc bước quý anh chị nhá. Đấy. Về tổng thể của chiếc xe này thì vẫn là những cái mẫu xe rất là được chuộng trên thị trường trong cái tầm phân khúc crossover. Đấy. Và đương nhiên rồi, với một chiếc xe Tucson thì phiên bản đủ thì không thể thiếu được, đó chính là hệ thống chức năng cốp điện. Đấy. Và với cái dòng Hyundai Tucson này thì cũng rất là thông minh, khi mà quý anh chị mình có thể cài đặt cái chế độ mà để khóa trong túi và đứng gần cốp thì hệ thống cốp sẽ tự nhận diện và sẽ mở lên cho mình. Đấy là một tính năng rất là hay và thông minh, khi quý chị mà mình có vác đồ nặng, mình mua đồ nặng đấy thì không cần phải ấn nút mà hệ thống tự cảm nhận. Một chiếc xe rất đẹp quý chị nhá. Đấy. Một chiếc xe này em cũng vừa mới lấy về xong. Đấy. Về phần đuôi sau chiếc xe thì cũng đã được lên hệ thống lipo quý chị nhá. Đấy. Cũng đã được lên lipo thể thao. Đấy. Anh chủ anh cũng rất là thích chơi, bởi vì là với những chiếc xe 1.6 turbo này thì sẽ là sự thiên hướng về cảm giác thể thao cũng như là về cái công năng sử dụng rất là được chuộng. Đấy. Về với phần nội thất chiếc xe thì cũng đã được lên một vài món đồ chơi như là ốp phần vân gỗ, phần tay nắm cửa này, cũng như phần yên ngựa trung tâm. Đấy. Về công năng sử dụng của chiếc xe thì cũng là những phần hệ thống ghế cũng như cửa sổ nóc toàn cảnh, cũng như là phần ghế sau chiếc xe thì cũng sẽ có cái độ ngả ghế. Đấy, quý anh chị mình đi đường dài cũng đỡ mỏi lưng, cũng như là hệ thống cửa gió điều hòa sau. Đấy. Mùa hè nắng nóng này thì có cửa gió điều hòa sau thì rất là tiện. Đấy. Một chiếc xe 2020 rất là đẹp quý anh chị nhá. Đấy. Màu trắng ngọc trinh. Về những cái phần option trên chiếc xe thì cũng như những chiếc phiên bản sang đặc biệt thôi, hay trên những chiếc túc dầu. Đấy. Như là hệ thống cổng sạc không dây, hệ thống phanh điện tử, hệ thống giải trí kết hợp với đó là Apple CarPlay. Đấy. Cũng như là các cái chế độ lái. Về công năng sử dụng của chiếc Tucson này theo em cảm nhận thì trong phân khúc này thì rất là đầy đủ rồi quý anh chị ạ. Đấy. Đấy, quan trọng là quý anh chị mình thích cái sự cảm giác mạnh từ cái khối động cơ 1.6 turbo. Và với cái khối động cơ 1.6 turbo này thì sẽ đi cùng với đó là hệ thống hộp số 7 cấp quý anh chị nhá. Đấy. Và chiếc xe đi cùng đó hộp số 7 cấp nên là rất là mượt mà và tạo cảm giác rất là sướng quý anh chị ạ. Đấy. Chiếc xe này của em đảm bảo quý anh chị là máy móc động cơ hộp số nguyên bản. Đấy. Và em xin giới thiệu lại với quý anh chị, trước mắt quý anh chị là một chiếc Hyundai Tucson sản xuất 2020, màu trắng, chạy hơn 2 vạn km và em đang chào bán mức giá là khoảng ngoài 95 triệu một chút. Hãy quý anh chị mà khách hàng mà có đang nhu cầu quan tâm hay tìm hiểu về dòng Tucson thì em sẽ mời quý chị hãy liên hệ trực tiếp với số hotline trên màn hình để nhận được sự tư vấn, cũng như là em mời quý chị qua trực tiếp cửa hàng tại 89 Quận Tránh để xem xe chạy thử như có một giá tốt nhất. Và tất cả sản phẩm bên em bán ra đều cam kết cho quý chị là không đụng, không ngập nước, giấy tờ pháp lý chuẩn chỉ, có hỗ trợ bao check test toàn quốc, cũng như là có hỗ trợ ngân hàng để cho quý chị khách hàng có nhu cầu. Và em xin cảm ơn quý chị quan tâm và theo dõi.